Những người lái xe thường phát hiện ra rằng họ để quên giấy phép lái xe khi cảnh sát kiểm tra. Bắt đầu từ năm tới, người lái xe sẽ không cần phải mang theo bằng lái xe bên mình nữa. Phát ngôn viên của Bộ Giao thông Vận tải cho biết, trong quá trình kiểm tra trên đường, người lái xe có thể chứng minh nhận dạng bằng cả giấy tờ trực tiếp hoặc điện tử. Cơ quan Thông tin và Kỹ thuật số đang phát triển ứng dụng eDokladi. Theo đó, từ năm tới sau khi được đưa vào áp dụng, trong ứng dụng sẽ có sẵn thông tin từ căn cước công dân. Người dân có thể sử dụng ứng dụng để chứng minh nhận dạng thay vì trực tiếp dùng thẻ căn cước công dân hay các loại thẻ khác. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là các loại thẻ nhựa thông thường sẽ chấm dứt. Việc sử dụng ứng dụng eDokladi chỉ là một giải pháp thay thế. Người dùng có thể đăng nhập vào ứng dụng bằng mật khẩu, mã số và thông tin sinh trắc học. Ngoài ra, cũng sẽ có một sự thay đổi quan trọng khác đối với thẻ căn cước công dân. Từ năm 2025, số sinh sẽ không được ghi vào thẻ này, mà thay vào đó sẽ được thay thế bằng số nhận dạng khác, không chứa bất kỳ dữ liệu cá nhân nhạy cảm nào, như ngày tháng năm sinh, từ đó có thể suy ra tuổi hay giới tính. Trong tương lai, người dân cũng sẽ không phải mang theo giấy phép sử dụng súng bằng giấy. Hiện tại, nếu một người muốn mua súng, sẽ phải có giấy phép sử dụng súng và giấy phép mua súng hợp lệ.